Con người đến từ đâu, nguồn gốc của loài người? Có nhiều giải thích về cách mà con người xuất hiện trên trái đất. Các nhà khoa học nói rằng con người đã tiến hóa từ loài linh trưởng từ hàng triệu năm về trước. Các tín đồ tôn giáo thì tin rằng loài người được Thượng Đế tạo ra. Trong rất nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc của loài người, một trong số đó tin rằng con người đến từ các hành tinh khác. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về giả thuyết này nhé. Một cuốn sách mang tên là Humans Are Not From Earth, Loài người không tới từ trái đất, của nhà sinh vật học tiến sĩ Alice Silver đã đưa ra các đặc tính ngoại lai. Con người nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Con người không ưa thích các thực phẩm có sẵn trong tự nhiên. Con người gặp khó khăn trong sinh nở do đầu thai nhi quá to. Tiến sĩ đưa ra giải thuyết rằng tổ tiên loài người đã có thể đã tới từ trái đất nhờ thiên thạch hoặc sao chổi cách đây khoảng 60.000 tới 200.000 năm và dần tiến hóa hoàn thiện như loài người ngày nay. Một số người khác thì cho rằng loài người đến từ các hành tinh khác và quyết định ở lại vì thấy trái đất này quá tuyệt vời. Như vậy, con người có thể không phải là sinh vật bản địa như nhiều sinh vật khác. Giả thuyết này thì có nhiều thứ phi logic và thực tế. Tổ tiên của loài người là các vi sinh vật bám trên thiên thạch thì có thể. Chứ nếu là một con người thật sự, thì liệu họ có thể sống sót sau khi va chạm với trái đất hay không? Nếu con người đến từ hành tinh khác, thì họ phải có trí tuệ vượt trội so với chúng ta. Có thể là họ đang ở cách mạng công nghiệp XXX.O. Vậy tại sao, theo dòng lịch sử, thì sự tiến bộ của loài người đi từ thấp đến cao? Khảo cổ học hàng ngàn năm qua đã không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của nền văn minh vượt trội hơn so với bây giờ. Đĩa bay, công trình kiến trúc, phương tiện hiện đại đã đi đâu? Những người du hành vũ trụ trên các đĩa bay và thấy trái đất quá lý tưởng nên quyết định ở lại săn bắt hái lượm và gây dựng lại từ đâu? Không chỉ có loài người nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Trong quá trình tiến hóa, khi con người phát ra lửa, dạ dày của con người đã tự điều chỉnh để quen với thực phẩm chín hơn là thực phẩm có sẵn trong tự nhiên. Hàng ngàn năm về trước, chưa có sự can thiệp của y học thì loài người vẫn sinh nở tốt. Tất nhiên là tỷ lệ sống sẽ thấp hơn hiện nay. Đầu thai nhi to là do con người đang tiến hóa về phương diện trí tuệ. Một số người không hiểu về tiến hóa và lập luận rằng nếu con người tiến hóa từ loài khỉ vượn thì chúng ta phải thấy hoặc chụp hình quay phim những con khỉ vượn trong sở thú tiến hóa thành người. Khi nói về tiến hóa, người ta nói về hàng nghìn năm, triệu năm, trong khi máy ảnh quay phim chỉ xuất hiện trong thế kỷ thứ 18-19. Loài người nguyên thủy tiến hóa thành loài người ngày nay là một nhánh khác đã tách ra khỏi nhóm khỉ vượn nguyên thủy và hình thành giống loài mới. Nhóm khỉ vượn nguyên thủy đã phân nhánh và cho ra nhiều loại khỉ vượn mà chúng ta thấy ngày nay. Điều này cũng giống như người châu Phi, châu Á, châu Âu. Thiên Chúa giáo thì có Công giáo, Tin lành, Phật giáo thì phân chia nhiều tông phái khác nhau. Quá trình tiến hóa được mô tả như bụi cây gia phả, chằng chịt nhiều nhánh và cành. Một số nhánh bị tuyệt chủng, một số nhánh tiếp tục phát triển và lai tạo với nhánh khác để tạo nên sự đa dạng trên trái đất. Tiến hóa phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có môi trường sống, thói quen, chế độ ăn uống đã ảnh hưởng đến gen di truyền trong một quần thể. Người châu Á thì da vàng, người châu Phi thì da đen, phương Tây thì da trắng. Chiều cao trung bình của người Nhật đã tăng lên 10cm so với chục năm về trước. Độ tuổi dậy thì trung bình đã giảm xuống so với trước đây. Với sự tiến bộ vượt bậc trên nhiều phương diện, con người dần đẩy nhanh quá trình tiến hóa này. Khi nhiều thứ mới lạ được cho vào bụng, nhiều thứ được đưa vào phổi. Trong khi đó, loài vượn khỉ trong sở thú dường như ít có sự thay đổi. Bỏ qua giả thuyết trông có vẻ buồn cười và dí dỏm này, thì hai giả thuyết sau đây nghe có vẻ hợp lý hơn. Con người được người ngoài hành tinh lai tạo ra. Một tác giả người Mỹ gốc Nga có tên là Richard Sitchin đã lập luận rằng những người ngoài hành tinh mà ông gọi là Anunnaki đã lai tạo gen của Anunnaki và loài Homo erectus, người vượn cổ, để tạo ra loài người nhằm biến họ thành nô lệ để khai thác vàng. Theo Sitchin, đến từ một hành tinh xa xôi gọi là Nibiru. Không giống như các hành tinh khác trong hệ mặt trời, Nibiru có một quỹ đạo hình bầu dục dài, cho phép nó xâm nhập vào hệ mặt trời mỗi 3.600 năm. Erich von Däniken, tác giả của cuốn sách nổi tiếng Chariots of the Gods, khám phá ý tưởng rằng những người ngoài hành tinh chịu trách nhiệm thiết lập nhiều nền văn minh cổ đại trên trái đất. Ông trích dẫn các ví dụ như
kim tự tháp Ai Cập và Stonehenge như là bằng chứng về ảnh hưởng người ngoài hành tinh trên trái đất, cũng như các hiện vật cổ đại, những hình vẽ trên vách đá trông giống như người ngoài hành tinh, tàu vũ trụ và phi hành gia. Con người vào thời điểm đó đã xem những người ngoài hành tinh này như những vị thần, như được trích dẫn trong các văn bản tôn giáo như Kinh Thánh. Con người tiến hóa từ các vi sinh vật ngoài trái đất. Panspermia hay hạt giống ở khắp mọi nơi là một giả thuyết cho rằng sự sống trên trái đất bắt nguồn từ các vi sinh vật đến từ vũ trụ. Những người ủng hộ học thuyết này trích dẫn một khoảng thời gian mà trái đất phải chịu đựng một loạt các trận mưa sao băng khoảng 4 tỷ năm trước. Trong thời gian này, vi khuẩn và các sinh vật ngoại lai có thể được vận chuyển từ các thiên thể khác đến hành tinh của chúng ta. Có rất nhiều vi khuẩn được tìm thấy trên trái đất có thể chịu được nhiệt độ khắc nghiệt, tương tự như những gì được tìm thấy bên ngoài không gian. Xem xét bằng chứng như vậy, có thể những sinh vật này thực sự đến từ nơi khác để giúp định hình hành tinh của chúng ta thành hiện tại. Con người là do Thượng Đế tạo ra. Nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo tin rằng Thượng Đế đã tạo ra vũ trụ và loài người. Nhưng Thượng Đế của tôi khác một chút so với Thượng Đế mà họ nghĩ. Thượng Đế của tôi là một cậu sinh viên X cùng với trò chơi của cậu. Bởi vì có ba mẹ Thượng Đế nên Thượng Đế được sinh ra. Bởi vì Thượng Đế tồn tại nên cậu ấy đã tạo ra trò chơi mang tên vũ trụ. Bởi vì có vũ trụ và trái đất là một phần trong đó nên cậu ấy đã tạo ra nhiều chương trình con chạy trên đó. Các trí thông minh nhân tạo này tương tác với nhau và dần cải thiện bộ mã của chúng. Vào một ngày đẹp trời sau khi chia tay người yêu, cậu ấy đã cho một trận động đất giết chết một số người, lũ lụt mưa bão sét đánh. Một người tốt vừa bị xe tải cán chết khi dừng đèn đỏ tại ngã tư đường, một người xấu xa vừa trúng số độc đắc. Cậu ấy lăn ra ngủ cùng với những nỗi buồn trong lòng. Trong khi đó, các chương trình con trên trái đất đang cố giải thích tại sao và tại sao bằng các suy luận nhân quả ngẫu nhiên định mệnh. Vũ trụ của cậu ấy không vô tận như chúng ta thường nghĩ, nhưng vì sự hiểu biết giới hạn của các chương trình con ở trái đất nên chúng cứ tưởng vũ trụ là vô tận và không ai tạo ra nó. Điều này cũng giống như việc con kiến sẽ nghĩ rằng trái đất là không giới hạn và với dòng đời của mỗi con muỗi thì nó sẽ nghĩ loài người là bất tử. Chẳng ai biết gì về châu Mỹ cho đến khi Columbus phát hiện ra nó. Trái đất hình cầu hay phẳng, các chương trình con đang dần tiến hóa và cải tiến bộ mã của chúng. Quá trình tiến hóa liên quan đến một loạt các thay đổi tự nhiên tạo nên các giống loài, quần thể của các sinh vật khác nhau trên trái đất. Một số thích nghi với môi trường và một số bị tuyệt chủng. Tất cả các loài đều bắt nguồn từ quá trình tiến hóa sinh học. Ở động vật sinh sản tình dục, bao gồm cả con người, các thuật ngữ để đề cập đến một nhóm có thành viên trưởng thành giao phối với nhau và gia tăng số lượng. Các nhà khoa học phân loại từng loài với một danh pháp để phân biệt. Trong hệ thống này, loài người tinh khôn được phân loại là Homo sapiens. Tiến hóa xảy ra khi có sự thay đổi ở cấp độ phân tử trong cấu trúc DNA được thừa kế từ cha mẹ và đặc biệt là tỷ lệ các gen khác nhau trong một quần thể. Các gen đại diện cho các phân đoạn của DNA cung cấp mã hóa học để sản xuất protein. Thông tin chứa DNA có thể thay đổi bởi một quá trình được gọi là đột biến. Sự đột biến này xảy ra do môi trường sống, chế độ ăn uống, vi khuẩn, tia phóng xạ, v.v. Đa số đột biến gen là đột biến lặng và có hại, một số ít có lợi và có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình tiến hóa. Tiến hóa là một quá trình thay đổi từng chút một qua hàng triệu năm. Để truy tìm nguồn gốc loài người là không thể, bởi vì nó là một chuỗi liên kết dài vô tận mà chúng ta thì thích cắt ra một đoạn và cho rằng con người từ đâu đến? Liệu con người có đến từ một hành tinh khác hay không? Người ngoài hành tinh hay Thượng Đế có tạo ra loài người hay không? Hay sự xuất hiện của loài người chỉ là ngẫu nhiên do sự tương tác giữa các điều kiện trong quá trình tiến hóa? Tốt nhất là bạn nên giữ một tâm trí cởi mở và tiếp tục khám phá chủ đề này để tạo nên giả thuyết của riêng bạn về nguồn gốc của loài người.